Hoài Ân xin chào quý anh chị. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một dự án đang tạo nên nhiều sức hút và có khả năng thay đổi cách nhìn của anh chị về mô hình nhà ở, vừa thoải mái rộng rãi để ở, vừa tiềm năng để kinh doanh và làm văn phòng. Đó chính là The Larita. Ngay bây giờ hãy cùng với Hoài Ân khám phá sâu hơn để hiểu tại sao dự án này lại thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư hiện tại đến vậy. Hoài Ân đang đứng trước một căn shop house với diện tích đất 6x17, diện tích sàn hơn 288m², xây dựng một trệt một lẫn hai lầu với thiết kế hiện đại và được bao quanh bởi ánh sáng tự nhiên và những mảng xanh ngập tràn sức sống. Mới bước vào, chắc anh chị sẽ dễ nhầm mình đang đi vào một quán cà phê hiện đại và trẻ trung đúng không ạ? Và anh chị không nhầm đâu, đây là một căn shop house, nên mục đích sử dụng của những căn nhà này vô cùng đa dạng và phong phú. Với mục tiêu tối ưu công năng, từng trệt và từng lửng được thiết kế nhằm tối đa hóa giá trị sử dụng, vừa ở, vừa kinh doanh, vừa là nơi làm việc, với quy mô từ 10 đến 20 người. Sân trước rộng 2 đến 3m, có thể đổ xe hoặc bố trí bổ sung phạm vi hoạt động kinh doanh khi cần, và khoảng lùi trước và sau rộng thoáng, có thể tạo nên không gian xanh mát ở trước và sau nhà. Thiết kế đặc biệt nhất của khu vực từng trệt chính là ba mặt của căn nhà đều dùng kính cao tầng trần. Việc này giúp toàn bộ không gian của tầng trệt mở ra một tầm nhìn rộng lớn, luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Tầng lửng của chúng ta rất ít thấy trong các thiết kế của nhà phố hiện tại, nhưng lợi thế của tầng lửng rất rõ rệt khi được thừa hưởng ánh sáng và mảng xanh từ trần cao 5m, giúp khu vực này luôn thông thoáng và vẫn đủ các công năng như phòng họp, phòng làm việc, khu vực nghỉ ngơi giải trí. Thiết kế hiện đại, bố trí cửa sổ và giếng trời hòa hợp nhằm tối ưu đón nắng gió tự nhiên, tạo nên không gian luôn thoáng đãng, giúp không gian của ngôi nhà luôn nhận đầy nguồn năng lượng hứng khởi và tươi mới. Ánh sáng là yếu tố nền tảng và mang lại năng lượng và sự sinh trưởng cho mọi vật thể trong tự nhiên. Ánh sáng và mảng xanh cũng chính là ngôn ngữ thiết kế chính mà chủ đầu tư muốn mang đến cho những cư dân của mình, luôn mong muốn không chỉ có một nơi để sống mà còn là một nơi để tận hưởng cuộc sống quý giá của mình. Nên khi đặt chân lên tầng 2, anh chị sẽ thấy ngay một không gian ngập tràn ánh sáng. Đây cũng là khu vực riêng tư. Ngay khi bước lên tầng 2, chúng ta sẽ có ngay không gian sinh hoạt chung giữa hai phòng ngủ. Không gian này theo Hoài Ân thấy thì không quá rộng, nhưng chính điều này đã làm nên sự gắn kết cho các thành viên trong gia đình trở nên gần nhau hơn. Ban công, đây không chỉ là không gian để đón những tia nắng đầy năng lượng sớm mai, mà còn là nơi để những câu chuyện được giải bày dưới những vì sao và tán lá vào ban đêm. Khi bước lên tầng 3, điều đầu tiên Ân nhận ra là thiết kế giếng trời này giống như một chiếc đèn mang toàn bộ ánh sáng ngày và đêm từ tự nhiên đến cho toàn bộ các tầng trong ngôi nhà. Và chia sẻ thêm với anh chị, giếng trời được xem là một giải pháp điều hòa không khí tiết kiệm nhất trong công trình. Nhờ vào sự lưu thông tuần hoàn của tự nhiên, ngôi nhà của chúng ta luôn có nhiệt độ và không khí dịu mát dễ chịu vào những ngày hè và luôn ấm áp vào những ngày thu đông. Tầng 3 được thiết kế với một phòng ngủ cùng không gian sinh hoạt chung, bao gồm phòng khách, không gian bếp và đặc biệt là khu vườn trên không với ban công rộng thoáng, có hệ cửa lớn lưu thông không khí, đón gió tự nhiên. Điểm nhấn khu vực tầng 3 chính là bếp, với thiết kế bếp đảo thông minh cùng không gian bàn ăn cộng với không gian thưởng trà rộng lớn. Nơi đây không chỉ phù hợp cho các bữa cơm của gia đình, mà còn là nơi để gặp gỡ bạn bè, người thân trong những bữa tiệc thân mật cùng những câu chuyện thú vị. Theo trải nghiệm của Hoài Ân thì nội thất tủ bếp được làm từ loại gỗ chống ẩm cao cấp An Cường, một trong những loại gỗ nội thất cao cấp nhất Việt Nam hiện nay. Và các thiết bị nội thất gia dụng khác đều đến từ thương hiệu Maloca, một thương hiệu đã quá nổi tiếng của Tây Ban Nha. Ở đây còn có một chiếc ban công rộng thoáng, là nơi bài trí khu vườn xanh mát trên không, hoặc là nơi tổ chức những bữa tiệc BBQ thú vị và hấp dẫn. Sàn gỗ được thiết kế tông màu trầm ấm, đẹp mắt, sang trọng, xuyên suốt đến từng khu vực, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ của các tầng. Đúng là chi phí sàn gỗ bao giờ cũng tốt hơn so với thời điểm nhiều năm trước rồi, nhưng full sàn gỗ thế này thì sàn rất kiểu quý tộc. Hoài Ân vừa dẫn anh chị đi khám phá một mô hình nhà ở đa chức năng. Không chỉ đơn thuần là một nơi để ở, The Larita còn mang đến cơ hội kinh doanh hấp dẫn với mô hình shop house độc đáo, phù hợp với những ai muốn kết hợp không gian sống và kinh doanh tại cùng một địa điểm. Với thiết kế hiện đại, tiện ích hoàn chỉnh và vị trí đắc địa, The Larita với vị trí chiến lược tâm điểm khu Tây thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một nơi đáng sống, đáng ở và xứng đáng để bạn cân nhắc đầu tư lâu dài.